Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lulu Live Vlog. Và bây giờ là mình đang ở cái công ty mới ha, thì cho các bạn xem nha. Cái này là công ty giấy người ta đang xây dựng đó các bạn. Thì đang ký hợp đồng. Những anh Tuấn hả? Đang ký hợp đồng. Thiệt mà. Quýnh một cái ông 4 tại tháng 1 mới ký ông bí vô khác đi. Mọi người đăng ký hợp đồng các bạn, với lại làm thẻ ATM giả cho một giả bây giờ. Mày coi lại coi nó đủ chưa mà nó thiếu cái với mất công nữa. Thiếu hiện ba bổ sung. Ủa vậy hình đủ chưa? Không có lấy hình. Ủa không còn hình hả? Làm thẻ là không có lấy hình đâu. Ủa bữa tao nhớ có lấy hình rồi ta. Không, tao đi làm. Thời gian này em làm thầy Vũ không à? Em không đóng bảo hiểm đó là ở đâu? Thì công ty Chính Nghĩa nè. Vậy em điện lên bảo hiểm. Bên bảo hiểm em nói vậy đó. Em nói là công ty đó không đưa cho em. Vậy giờ em phải làm sao? Tại vì chị không có quyền để kêu công ty đó đưa. Với lại chị hả? Tại vì quy định của bên bảo hiểm là phải có sổ. Ý là không cần có sổ nhưng mà chị cần cái mã số thì chị đóng tiếp vô. Rồi nếu mà tại vì công ty là công ty đầu tiên em làm, em đóng bảo hiểm mà đóng như là được, có làm được một tháng mấy nó có đóng em hiểm như một tháng. Nó nói là trong danh sách là có đóng. Nhưng mà bảo hiểm ở đâu giờ nó không biết giờ nó lạc rồi mà em không được trực tiếp gặp nhân sự. Vậy thì em điện lên bảo hiểm, em điện lên bảo hiểm em nói là công ty đó đó, em làm rồi lúc nào đó. Đó. Rồi. Có thể là công ty đó nó sẽ nộp lên bảo hiểm rồi em lên bảo hiểm em lấy. Hoặc là nếu mà nó trai chưa được thì em nói nó vậy làm sao em lấy lại thì nó sẽ chỉ cho. Hả? Dạ. Lận nó không cho à? Không phải là. Xính gì? Lận thẻ. Nó không phải là không cho, nó thứ hai thằng này em tin cái nó nói biết mình đợi 5 trên đường ăn. À, cái đó có cục wifi hả mày? Cái cục wifi lên đó hả? Thank you.
cho người thùng vậy hả? Đừng đạp, đừng đạp.